quà của cô đây. Hết ý rồi anh Đạt ơi. Cái vỏ chân hoa này à, bây giờ có tìm cũng không mua được đâu. Chúng mình phải cảm ơn cô Luyến đi. Cháu cảm ơn cô ạ. Chúng mày cứ làm như cô là người dưng ý. Thôi, để cô đi đun ấm nước cho hai đứa rửa mặt nhá. À, cô ơi. Ơi. Hôm nay cháu ngủ ở đây với cô nhá. Chứ bây giờ khuya quá rồi. Về à, bố cháu chửi chết. Ừ. Còn anh Đạt, anh phải đi về. Anh cũng ngủ ở đây. Úi giời ạ, cấm. Cháu về đây cô ạ. Ừ, chào cháu. Thôi, anh đi về đi. Ở đây lâu quá, cô Luyến mắng chết. Ngủ đi, cô Luyến đây. Không phải Đạt đâu mà ôm. Ai đấy? Đạt. Anh Đạt à? Thắm. Theo anh thì kẻ nào đã gây ra vụ trộm kho phân đạm đêm hôm qua? Dạ, thưa anh, căn cứ vào những dấu vết tại hiện trường, phán đoán cũng dễ thôi. Mảng ngói phía trên nhà kho bị tháo dỡ chỉ là để đánh lạc hướng. Cửa kho đúng là vẫn khóa, nhưng chính những vệt phân trắng rắc suốt từ trong kho ra đến ngoài cửa, rồi còn kéo dài thêm một quãng nữa, đã chỉ rõ thủ phạm là ai. Ý anh muốn nói tới... Chắc chắn là thằng Thảng, thủ kho vừa mới được phân công, cùng với thằng em gây nên vụ này. Ngay sau khi được cô Luyến trao toàn bộ chìa khóa kho, nó đã láo cá
lợi dụng thời gian bàn giao sổ sách, kho tàng còn đang kiểm tra xác định lại để thực hiện một vụ ăn cắp. Được rồi, tôi đã thấy là không thể tin tưởng được cái thằng này. Nhưng mà ông Thiền với ông Lõa ép dữ quá. Tôi cũng tặc lưỡi, nghĩ là thôi thì dĩ hòa vi quý, cho nên tôi mới thuận theo. Bây giờ thì thế đấy. Việc trước tiên phải chuẩn bị ngay người tin cậy để giao chức vụ thủ kho. Tôi sẽ nghĩ kỹ về việc này. Ta sẽ tìm người tin cậy tạm thời thay thế. Nhưng mà nhất định sau khi mà cô Luyến sinh nở xong, tôi sẽ kiên quyết yêu cầu ban quản trị mời cô Luyến trở lại đảm nhiệm chức vụ thủ kho như tôi đã nói. Quả là chẳng ai gánh vác cái nhiệm vụ đó tốt hơn cô Luyến được đâu. Thôi, anh làm việc đi. Tôi sang báo cáo với ủy ban, xin lệnh bắt giữ ngay thằng Thẳng. Vâng, chào anh đi đi. Khổ quá, mê man bất tỉnh mấy ngày rồi, không biết liệu có qua khỏi được không. Phỉ thui cái mồm bà. Bác sĩ người ta khẳng định nó sẽ sống. Các bác cứ yên tâm, bác sĩ nói là không có dấu hiệu tổn thương sọ não, nhưng chắc chắn sẽ phải nằm viện khá lâu đấy ạ. Dạ, lâu là đến bao giờ hả chị? Tôi nghĩ là cũng không thể dưới một tháng được đâu. Thôi, bây giờ mời gia đình ra ngoài để tôi còn làm việc. Chào ông bà. Chào ông. Chào ông. Tình hình cháu Thắm thế nào rồi? Vẫn như cái lúc chiều hôm qua ông ở đây thôi. Tội nghiệp cháu quá. Thôi, hai bác cứ để cháu ở đây trông Thắm. Hai bác cứ yên tâm ra ngoài ăn chút gì cho đỡ đói. Hay là để cháu chạy ù đi mua. Bây giờ còn bụng dạ đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa hả anh? Cháu Đạt nói đúng đấy bác ạ. Hai bác nên giữ gìn sức khỏe. Tình hình này hai gia đình chúng ta phải luôn phiên nhau trường kỳ chiến đấu để trông nom cháu Thắm lâu dài. Nghe bác Điền đi ông, để tôi đưa thầy nó đi ăn. Anh Đạt ở đây, để mát tới em nó nhé. Vâng ạ, hai bác cứ yên tâm ạ. Anh thấy trong người thế nào? Dạ. Đã khỏe hẳn chưa? Dạ, con khỏe hẳn rồi bố ạ. Bác sĩ nói, cũng may là anh có sức khỏe mới ngoi được lên bờ. Chứ còn người khác ấy, thì đã chìm nghỉm dưới nước lâu rồi. Dạ vâng ạ. Tội nghiệp cái Thắm quá. Có chuyện gì phải không hả bố? Đơn vị có điện gọi con về gấp.
phải vãn cưới thôi con ạ. Không còn cách nào khác. Rắc rối. Rắc rối quá. Thắm thương yêu, hôm nay có thời gian anh mới viết thư được cho em. Từ hôm xa em lên đơn vị đến giờ anh nhớ em rất nhiều. Em đã ra viện chưa? Sức khỏe ra sao? Anh cứ lo em gầy và xanh đi mất thôi. Rồi cái vết thương trên đầu nữa, có còn nhức buốt không? Đừng lo lắng gì về anh và đừng khóc nhé. Hãy giữ gìn những đồ cưới của chúng mình. Nhất định anh sẽ về. Không lâu nữa đâu. Chúng mình sẽ cùng nhau tới ủy ban để đăng ký kết hôn. Em hãy cố điều trị cho khỏi vết thương em nhé. Trên này dù anh phải chiến đấu với bọn bành trướng rất khốc liệt, anh vẫn nhớ đến em. Và thật mong cho chiến tranh nhanh kết thúc, để anh được về bên em, được đợi em, đón em tại cây đa đầu làng như những ngày chúng mình bên nhau. Giờ đây đã quá khuya, nhưng anh vẫn như nhìn thấy em ở bên cạnh anh. Anh muốn được hôn em rất nhiều. Đừng cử động em, vết thương chưa lành đâu. Sao anh nhìn em lạ thế? Em có đau lắm không? Thắm ơi, mai anh phải lên đơn vị rồi. Nhưng em yên tâm, nhất định anh sẽ về thăm em. Chỉ mấy ngày thôi. Đừng trốn nhá. Con trai mà khóc nhẹ thế à? Anh có khóc đâu. Chắc tại cái gì nó bay vào mắt đấy. Thắm ơi, vì chuyện này mà ngày cưới của chúng mình bị hoãn lại. Nhưng em đừng buồn nhé. Anh sẽ về cưới em khi nào em ra viện. Đừng lo. Nhất định anh sẽ về mà. Tấm ảnh chúng mình chụp chung hôm ấy, anh lấy về rồi đây này, em xem đi. Đẹp lắm. Em giữ nhá.
Anh in mấy tấm cơ mà. Em biết lúc này anh muốn điều gì nhất không? Đúng đấy. Giá như lúc này chỉ có hai đứa mình ở đây, anh sẽ hôn em thật nhiều, thật dài. Rồi em sẽ lại cắn, khiến môi anh chảy máu như hôm nào ấy. Thắm ơi, anh yêu em nhiều lắm. Nào, bây giờ thì đứa nào khóc? Bác ạ. Có cháo rồi đây. Chịu khó ăn nhiều vào cho nó chóng khỏe con nhá. Thôi, có bác ở đây rồi, Đạt đi đi. Hôm nay về đơn vị hả cháu? Vâng ạ. Cháu chào bác. Anh đi thẳng nhé. Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh sẽ viết thư về cho em. Đến giờ rồi, vào tháo băng nào. Dạ. Ngày mai là được ra viện rồi đấy. Ồ, thật thế hả chị? Ai nói dối cô làm gì mà buồn cười nhỉ. Chỗ này là cái chỗ gì mà ai vào rồi cũng muốn ra thật nhanh. Và không muốn quay trở lại nữa ạ. Thôi nào, dạ, đi theo tôi. Cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc. Nhẹ cả người. Chỉ vì cái bọn giặc ấy mà lỡ dở việc của hai đứa. Không biết yên bình rồi. Đến lúc nào thằng Đạt nó mới được về thắm nhỉ? Dạ. Dạ, việc quân đội cũng chẳng biết đâu mà lần đâu bác ạ. Cái thằng nó nói đúng đấy. Mình càng mong thì lại càng sốt ruột. Khi có điều kiện, nhất định đơn vị sẽ cho nó về để tổ chức đám cưới. Ai chả biết đám cưới của hai anh chị bị hoãn lại. Ờ, thế anh Đạt cũng không thư từ gì về cho hai bác ạ? Bác cũng đang tính hỏi cháu như vậy đấy thắm ạ. Này, nó có viết ấy,
thì nó cũng viết cho cháu trước. Bây giờ nó thiết gì hai ông bà già này nữa. Dạ, bác đừng nói thế ạ. Mỗi lần gặp cháu, anh Đạt anh ấy đều nhắc tới hai bác đấy ạ. Anh ấy yêu hai bác lắm ạ. Cảm ơn cháu. Không có ngáng trở ấy, thì lúc này cháu chính thức là con dâu của hai bác rồi đấy. Cái bà này, cứ nhắc mãi cái chuyện đấy để làm gì? Cứ gì phải có đám cưới đám hỏi thì mới thành dâu thành rể. Tôi đã coi cháu Thắm đây là con dâu từ lâu rồi. Dạ, cháu cảm ơn hai bác ạ. Con ơi, vẫn còn đau hả con? Dạ, con cũng đỡ nhiều rồi ạ. Nhưng thỉnh thoảng nhói nhói một chút thôi ạ. Để bác qua bên miếu thôn, gặp ông Lang Tú. Ông ấy cắt cho vài thang thuốc. Thuốc dạ. của ông ấy tốt lắm con ạ. Phải đấy. Chiều nay ấy, bà đi ngay đi. Dạ vâng. Cả cái Thắm nữa. Cháu cũng phải dành một ít thời gian để mà nghỉ ngơi cho nó lại sức. Chứ để thế này, không ổn đâu. Dạ, con cũng muốn thế lắm. Nhưng... chắc không được đâu hai bác ạ. Con mà nằm bẹp lâu quá, lấy ai đỡ đần cho u con ạ? Mùa gặt thì lại sắp đến rồi ạ. Rõ khổ. Chào chú Tấn. Cháu chào chú ạ. Chào chị. Dạ, em xin phép. Kìa, chú Tấn, sao vừa tới chưa vào nhà lại bỏ đi thế? Có việc gì vậy đồng chí chủ tịch? Vào uống nước đã. Dạ, em chào anh chị. Cô Thắm đã đỡ hẳn chưa? Có việc gì xảy ra với cháu Đạt phải không hả chú Tấn? Dạ. Chú Tấn, chú cứ nói, tôi đủ bình tĩnh để nghe. Chuyện về cháu Đạt phải không? Dạ. Chuyện trước sau gì anh chị và cô Thắm cũng sẽ biết. Xin chia buồn cùng gia đình. Ngày mai huyện đội sẽ có đại biểu về gặp chính quyền xã và gia đình để thông báo tin buồn và làm lễ truy điệu. Cháu Đạt đã... Đạt ơi, bà ơi, bà. Cô Thắm, bà ơi, cố gắng lên, bình tĩnh đứng dậy nào. Bà ơi, con cứ như thế này thì làm sao mà u sống nổi hả con? Thắm, bình tĩnh nào. Cô ơi, vậy mà anh biết tôi về. Anh ấy bảo là anh ấy sẽ phải cưới cháu. Thế mà sao bây giờ anh ấy không về? Đạt ơi! Thôi nào. Cô
thương cháu lắm. Mọi người ai cũng thương cháu. Cô cũng đã ở hoàn cảnh này của cháu, cô hiểu. Nhưng cháu à, ai rồi cũng phải sống. Cháu cố gắng vượt qua nỗi đau này. Cháu phải nghĩ đến mọi người, đến bố mẹ, đến thằng Thiết em cháu, và cả cô nữa. Cố gắng lên. Cháu xin bác. Anh là ai? Bộ đội đảo ngũ hả? À, anh định quyến rũ nữa hả? À, anh định hại đời nữa hả? Tao sẽ giết bác. Tao sẽ giết mày. Cháu xin bác. Thầy, thầy ơi, con xin thầy. Ôi trời ơi. Anh ấy không có lỗi gì đâu. Đây là thế nào hả? Thầy ơi, tất cả là tại con ạ. Mày, mày nói cái gì hả? Tất cả là tại con. Đạt ơi, thầy có lỗi với con. Con tha thứ cho thầy, Đạt ơi. Thầy là một lão già không ra gì. Này mấy ông kia làm ăn nó nhanh nhanh lên, làm ăn cái kiểu lôm côm như thế à? Mấy ông làm thì nó nhanh nhanh lên, chứ làm ăn thỏ ra thụt vào trông ngứa cả mắt. Ngứa cả mắt nhỉ? Em nhớ ghi chép đầy đủ cho chị nha. Nhầm lẫn một tí là chết đấy. Chị cứ yên tâm, em sẽ cẩn thận. Các bác chuẩn bị ra lấy thăm cho cháu nhá. Vâng, rồi. Chị Tú 40 cân. Vâng, tôi xin. Cân. Tôi đây. Đây rồi. May quá lại gặp được cả thư ký và cả đội trưởng đội 8 ấy. Ta ra đây hội ý tí nhỉ. Vâng. Em làm giúp được chị nhé. Dạ vâng. Đây đây đây. Dạ đây. Thế này. Hôm nay ấy, là đội tôi gặt ở cái cánh bãi dài. Dạ. Cánh này lúa tốt lắm. Dạ. Tính ra mỗi sào rơi ra được 20-30 cân ấy. Lát nữa cô cân cho đội tôi tấn 2. Đây là danh sách các gia đình cho gửi. Còn đây là danh sách của đội em. Hôm nay chúng em chỉ gửi vào 9 gia đình. Các anh cân cho 9 tạ. Ê, không được. Cái này của cô danh sách không ổn tí nào cả. Sao lại chỉ gửi vào có 9 gia đình? Mỗi gia đình gửi 1 tạ thóc. Như thế thì nhiều hơn cả số thóc người ta được chia. 20-30 cân thì còn có thể nói là nhầm. Chứ là 1 tạ trẻ con chẳng tin. Ừ nhỉ, thế mà em không nghĩ ra. Công nhận là đội 10 các anh nhiều kinh nghiệm. Vậy anh để em bổ sung thêm 9 gia đình nữa. Như thế mỗi gia đình sẽ nhận gửi thêm 50 cân. Ừ, thế thì đây ghi về. Dạ vâng ạ. Này xong chưa bà? Đây đây, bà để ra đây nhá. Mã này chỉ được 26 cân thôi. Mã này xong chưa? Mưa sắp tới rồi đấy. Hấp đúng rồi. Rồi. Của bà Trạc 55 cân. Tôi đây rồi. Bà Trạc 55 cân đấy. Dạ vâng. Đủ rồi đấy, thầm lấy về đi. À, bà giúp tôi một tay. 55 cân hả? Ừ. Đấy, đủ nhá. Nào bà luận vẽ. Bà nhận thóc đi. Rồi. Nào hay không? Xóa thóc lên đây. Vâng.
Rồi. Đây cân đây, cho lên đây. Bà con khoan hãy về, không ai được về cả. Thôi rồi, cho ra đi. Có gì đâu, làm việc đi. Ông Xuyến. Dạ. Ông cho anh em tạm giữ lúa của tất cả các gia đình lại. Vâng. Không cho ai mang thóc về khi chưa có lệnh. Vâng ạ. Ông Lập, ông đến kiểm tra đội 7. Vâng. Ông Xuyến, đội 10. Vâng. Tôi đội 8. Ta kiểm tra ngay danh sách dự chia và cân thử thóc của một số gia đình. Xin bà con xã viên thông cảm để đảm bảo công bằng và tránh nhầm lẫn. Hôm nay, ban quản trị sẽ kiểm tra số lúa mà các hộ nhận về. Cô Sáng, cho tôi xem danh sách dự chia của đội 8 mà đã được hợp tác thông qua. Dạ, đây ạ. Bây giờ tôi xin đọc số lúa của từng gia đình được chia. Ai thấy con số không đúng với con số mà đội đã chia thì xin cho ý kiến nhá. Đầu tiên, xin cân lại số thóc của bà Trạc. Bản thân em đâu có muốn thế này anh ơi. Nhưng đây là chủ trương của đội. Em là bí thư chi đoàn thật đấy. Nhưng mình em làm sao mà đấu tranh nổi. Với lại tất cả các đội đều làm như thế này mà. Thực tình thì không làm vậy đâu có đủ gạo mà ăn. Thế này là thế nào hả cô Sáng? Theo danh sách thì hộ nhà bà Trạc được chia 55 cân. Trong khi số thóc này lại là 95 cân. Bây giờ, tiếp tục kiểm tra số thóc nhà ông Nam Ngũ. Cậu Luân. Có tôi. Cực chẳng đã, bà con mới phải làm như thế này. Chẳng phải riêng một mình nhà ai cả. Chỉ sợ ban quản trị không đi kiểm tra được từng nhà từng đội thôi. Lúc nào cũng chỉ đấu với trả tranh, chặn hết mọi ngả đường của bà con xã viên. Như thế này thì sống làm sao được. Thả xuống. Đấy, bốn hộ tiếp theo, hộ nào cũng nhận thừa so với mức được phép. Các vị cũng nhìn kỹ mặt cân rồi đấy nhá. Thế này là thế nào, hả cô Sáng? Ông làm quá đáng như thế để làm gì cơ chứ? Lại đây. Tiếc là tôi ra muộn chưa cân kịp. Chẳng phải ăn cắp của ai đâu. Tất cả đều là mồ hôi của xã viên đổ ra cả. Tổng số lúa của năm gia đình vừa được cân kiểm tra rồi ra so với dự kiến của hợp tác xã là 2 tạ 7. Tôi lưu ý với các đồng chí đội trưởng, đây mới là chỉ có 5 gia đình thôi đấy. Nếu kiểm tra lại toàn bộ các hộ thì chắc cái số dư ra không phải như thế này đâu. Hộ nào cũng nhận quá mức quy định phải không? Vâng. Đúng vậy. Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu vì sao sản lượng thu hoạch từ đầu vụ tới nay lại thiếu hụt nhiều đến vậy so với mức ban quản trị đã dự tính. Cho dù tình hình thu hoạch ở ngoài đồng khá tốt, các đội đều có ý thức gặt nhanh, dứt điểm từng khu một, tận thu lúa vương vãi, tránh lãng phí. Nhưng điều đáng phê phán nhất
lại là chuyện tiêu cực xảy ra ở các sân kho. Các đồng chí nghĩ thế nào khi mà chỉ có 9 đội trên tổng số 15 đội được kiểm tra? Chúng ta đã phát hiện ra sự gian lận ở 7 đội. Điều này nói lên cái gì? Đó là hiện tượng tiêu cực đáng lo ngại đang lan tràn. Nó chứng tỏ tinh thần làm chủ xã hội chủ nghĩa của một số đội sản xuất, một số lớn đảng viên, đoàn viên rất là yếu kém. Chúng ta phải kịp thời uốn nắn giáo dục. Cũng có những đội không mắc phải những vụ việc trên. Ban quản trị xin biểu dương tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của hai đội, đội 11 và đội 15, tại sân kho Thanh Minh. Đồng thời, phát huy học tập hai đội này. Cùng với đó, luôn nêu cao tinh thần tự giác. Còn với những đội vi phạm, chắc chắn sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng. Thế này khó đây. Phát rồi làm sao mà thu lại được. Đúng rồi. Mà tại sao làm thế? Thưa toàn thể bà con xã viên, sau khi xem xét, Ban Quản trị Hợp tác xã Thanh Bình đã quyết định, một là tổng số thóc mà các đội 7, 8, 10 ở sân kho Thanh Cao, đội 14 ở sân kho Thanh Minh, đội 1, 2, 5 ở sân kho Thanh Giang đã cố tình cân tăng lên cho xã viên là 2.305 cân nhằm mục đích gửi các bà hộ xin bắt nữa. Sau khi phơi khô sẽ được mang chia lậu cho nhau, phải bị thu hồi. Hai là cảnh cáo toàn bộ cán bộ đảng viên của 7 đội đã có hành vi gian lận nói trên. Sau đây là danh sách những người bị cảnh cáo. 1. Ông Nguyễn Văn Hạ, đội trưởng đội 1. 2. Bà Nguyễn Thị Sáng, chả biết cái giống nào gian lận. Không lấy trước á thì á, ban quản trị các ông á xả xẻo hết. Đúng rồi này, đúng rồi. Chỉ có các ông ấy lấy rồi chia nhau thôi nhỉ. Thu hồi là thế nào? Làm thế đấm bỏ mẹ. Cảnh cáo thế là còn nhẹ với chú à? Khi họp thường vụ ban kỷ luật các cô các chú, tôi nghe nói ông Cơ còn định đòi tay xuyến công an phải xử lý hình sự đấy. Đố an dám làm đấy, định bỏ tù có mà bỏ tù cả làng ra mà các chú làm kín đáo hơn một chút. Này, thế mấy ngày hôm nay bọn họ thay đổi cách kiểm tra giám sát, các bố có bớt xén được chút nào không? Khó hơn nhiều đấy ạ. Bác tính họ cứ đi kiểm tra từng buổi, rồi lại trực tiếp chia, rồi giám sát mã cân của từng đội, rồi đổi người chéo cho nhau trên toàn xã, chứ không theo thôn như trước nữa đâu. Tớ biết rồi. Tay Cơ cũng danh ma đấy. Đội trưởng thư ký của đội Thanh Cao thì sang Thanh Giang, hoặc xuống Thanh Minh, và ngược lại, đội trưởng của Thanh Minh sẽ lên Thanh Cao hoặc sang Thanh Giang. Mà chỉ trước 15 phút, người nào người ấy mới biết mình đi đâu. Họ mà cứ rốt ráo thế này cũng gay gò, không làm gì được mà. Này, vậy là các chú chịu à? Chịu là chịu thế nào? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để xem lần này họ có phát hiện ra không. Thế chú định làm thế nào? Rồi lát nữa bác sẽ biết. Chẳng nhẽ bây giờ mình cứ ngồi ủ rột trước cái bồ thóc vơi toẹt nhà mình à? Cái khó, nó ló cái khôn. Làm gì thì làm, đừng để họ soi được lần nữa. À này, lâu nay Tay Cường bộ đội, cái thằng cha bán cho mình bột quân lương ấy, có liên hệ gì với chú không? Không. Nhưng mà sao bỗng nhiên bác lại hỏi Tay đấy? À, hay là chuyến ấy vỡ bẫm, nay lại muốn làm chuyến nữa? Không, chợt nghĩ đến thôi. Sao ít bữa nay tôi có thấy nóng ruột, hơi lo lo. Liệu có ai phát hiện ra cái vụ đó không nhỉ? Trời mà biết được chuyện bàn cỗ. Thôi đi. Thầy U ơi, thầy U, thầy U ơi. Ôi dồi ôi, làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Sao không ở ngoài trạm hộ sinh với cô mày mà chạy về đây làm gì? Con vừa ở đấy về mà. Cô Luyến. Hả? Cô Luyến làm sao? Nói nhanh. Cô Luyến. Sao? Cô Luyến làm sao? Nói cho U nghe nào. Lên, rồi mày nói cho thầy U nghe nào. Cô Luyến. Cô Luyến đẻ rồi. Hả? Ôi giời. Đẻ thế rồi? Thế con trai con gái? Con trai. Hả? Trộm vía. 3 cân 3. Khó lắm mà. Thế mẹ chồng con buồn chứ? Vâng ạ. Cô Luyến bảo con về đây báo tin cho thầy U biết. Tốt. Thế là tốt rồi. Để U ra ngoài ấy với cô mày một lát. Thôi bà đi đi. Ăn hay. Hả? Tôi bảo bà này. Cái gì? Bà đi.
Bà để ý xem sao nhá. Xem nó tựa tựa giống như thằng nào nhá. Ôi giời ơi, giống ai thì cũng là con cháu nhà mình cả. Ông lẩn thẩn quá đi mất. U con nói phải đấy. Thầy đừng có gợi lại chuyện khiến cô Luyến tủi thân. Chuyện gì đã qua thì để nó qua đi. Chỉ biết là bây giờ nhà mình có thêm người, thế là vui rồi. Thì thầy cứ nói thế. Còn nó giống ai thì cứ mặc xác thằng bố nó. Hả? Vâng, được chưa nào? Rồi, thôi con đi đây. Thầy ở nhà nhá. Thế thôi con đi đi, đi đi. Ui! Này, cứ từ từ thế nhá. Chờ chị đã. Ông cản kia kìa, bây giờ mới đến. Ôi giời, cái ông này. Nhanh lên đi. Sẵn sàng cả rồi đấy. Này, ông cản ơi, bây giờ phải làm như thế nào? Hả? Liệu có bị tóm không hả ông? Thôi cái mồm mày, đứa nào vừa nói nói nặng lắm tùm. Nghe tôi nói đây. Mời bà con lại cản đây, nghe tôi nói nào. Nhanh lên. Lại cản đây, nhanh lên nào. Mấy bà bên kia sang bên này, nhanh lên. Bây giờ nhá, 5 xe đầu đi thẳng vào sân kho hợp tác. Ba xe sau theo lệnh ông năm mũ đi theo tôi, nếu mà không thấy tôi vẫy mũ thì cứ theo kế hoạch mà làm nhá. Nhanh mà con, nhanh đi, rào cái chân lên nào. Bác nhanh lên, để trước đi nhanh lên, chậm trễ mất hết cả chị trả rồi đấy. Bà Ngọc ơi, đi đường nào vậy? Đi thẳng. Vâng. Nắng quá bác nhỉ. Thôi ta ra ngồi sân hút thuốc. Trong nhà có trẻ sơ sinh, hút ở trong nhà khói mù mịt lên, nó hít vào rồi nó lại nghiện sớm như anh em mình thì chết. Nào cho mẹ xem cái mồm nào. Chị ơi, em nhờ một chút. Ơi chị đây. Anh cho anh đến đây. Đi đi. Đây đây, tôi đây. Nào, dạ bác bế nào. Trời ơi, thằng chó con yêu quá kìa. Ôi trời ơi. Này. Khóc gì mà khóc ghê thế. Nào nín đi, không mắc cản bác cười cho đấy. Nín nhá. Bác làm ơn cho em quá bé cháu tí. Ấy, chớ dại chút cả nơi. Cánh đàn ông đàn nang mình đúc đấy, nó khóc rẽ lên là chết. Đấy, ra đây. Dạ vâng. Ra đây vâng hút thuốc. Đấy, thế. Trông cái mồm cười đều quá. Trời ơi. Uống nước đi chú. Vâng vâng, em xin bác. Thế cái chị đi. Anh Thanh đấy à? Anh đây. Thóc mới lĩnh về đây hả em? Vâng ạ. Vụ này thu hoạch cũng khá anh ạ. Anh vừa mới về đấy à? Về đến đầu làng là phải xuống xe dắt bộ. Cô biết là để làm gì không? Dạ. Để ngửi mùi dơm mới. 10 năm rồi mới được gặp lại cái hương vị này. Thế mà lại bỏ làng đi làm ông phó mộc à? Anh mà không về gặt giúp chị Vi á, em xui chị ấy làm đơn ly dị đấy. Hôm nay gặt cánh nào thế hả em? Chị Vi có ở ngoài sân kho không? Dạ có ạ, chị ấy đang chờ để lĩnh thóc. Hay, sao anh lại còn đứng ngẩn ra đấy làm gì? Về cất xe rồi ra sân kho cánh thóc giúp chị ấy đi. Thôi anh về đây. Em chào anh ạ.
này này. Tôi nói để các bạn biết đây. À, không như thế này á, nó mà đói. Chứ sao đúng quá rồi. Này, thông minh đây đây đây. Chuyển ra chỗ này nhá. Các bà ở đây. Đây, ta chuyển ra chỗ này. Ôi chút ui giời ơi, mấy cái này. Rồi quá. Đập kéo kéo cho nó gọn vào. Nào, nhanh tay lên. Nhà ông Hải xong rồi này. Đây đây đây, vun vào. Bây giờ, từ từ. Thế như bà đột. Ui, tao vun vào đã nào. Má này có vẻ nhiều đấy. Cháu ôm nghỉ bớt đi một chút. Đấy. Bé bé cái mồm thôi. Hình như có người đấy. Để ta ra xem ai nào. Dẻo nhé. Nhưng cao lên một chút. Ui trời ơi. Hóa ra cân thành. Thế nào ông Phó, thu nhập khá không? Được. Thóc ở đâu thế này? À, tôi tưởng hợp tác gặt về. Phải tập trung cả ở sân kho chứ. Sao lại mang về đây? À, nhanh lên, đây là cho đây cân đi. Cánh tớ đổi công làm giúp. Chú đi vắng lâu quá, bảo với cô Vi làm không khỏe. Tớ có ít gỗ lát. Hôm nào chú dựng cho tớ cái tủ buffet. Bây giờ chú nổi tiếng khắp làng về tay nghề rồi đấy. Ở kìa, mấy cái đứa này, nhanh tay lên, sắp tối rồi. Vâng. Tớ biết một chỗ này đang rất cần thợ mộc giỏi. Gỗ đã pha thành khí hết cả rồi. Làm liên tục thì phải 2 tháng mới hết việc. Thằng cha chủ gỗ nó cũng cầu kỳ. Tốt nhất là kén thợ giỏi. Cơm thì nuôi 3 bữa, rượu thì đàng hoàng. Mỗi ngày nó xin nộp 30. Giá ấy cũng được đấy chứ. Dựng một tổ buffet 3 buồng cánh cong, chân đức, chạy chân khảm xung quanh. Cứ tính cho là nửa tháng. Bộ salon mất 20 ngày. Cái sập gỗ mít cứ cho là 10 ngày. Nhìn cứ nhật nhà kéo cho 2 tháng. Bỏ ra đi. Đút túi 2.500. Hời quá còn gì nữa. Mẹ, vào trong nhà cho con hỏi tí. Con làm sao không được? Chắc là có chuyện này chứ. Đỡ đỡ đỡ. Nào đỡ hộ, đỡ hộ. Nhanh lên. Cái này ra đi. Nhiều quá. Cho khác lên. Gì thế con? Lúa ở đâu mà người ta gặt mang về nhà mình nhiều thế hả mẹ? Lúa hợp tác đi con ạ. Đội gặt trộm họ gửi nhà mình ấy mà. Hả? Tại sao mẹ lại cho người ta làm như vậy? Vợ con có biết việc này không ạ? Con ơi, khẽ cái mồm thôi. Ban quản trị mà biết là đi tù đấy con ạ. Thanh. Thanh ơi. Thanh. Thanh ơi. Hợp tác xã có sân kho, tại sao các ông các bà không mang ra đó mà làm? Làm như thế này để mà loạn hết à? Tôi không đồng ý đâu. Tôi sẽ gọi ban quản trị đến để lập biên bản. Ôi con ơi, ôi, đừng làm thế. Ôi, không. Chú đừng làm ầm lên như vậy. Chúng tao không phải là người xấu cả đâu. Đây cũng là mồ hôi nước mắt của mình. Phải làm giấm rúi như thế này cũng nhục lắm. Đúng đấy con ạ. Kìa. Thanh, Thanh ơi. Ôi trời ơi, con ơi là con. Bây giờ là thế nào đây? Sao nó hướng thế cái chứ? Cứ để xem anh ấy xử lý như thế nào. Chúng ta sẽ liệu sau vậy. Ôi trời ơi con ơi. Thìa cháo đi. Chứ mấy tuần nay ông có ăn uống cái gì đâu. Mỗi lần nhìn ông mà tôi cứ xót hết cả ruột. Rồi, bà cứ để đấy, lát tôi sẽ ăn. Không, ông phải nghe tôi. Ông ăn ngay bây giờ. Ừ.
tôi sẽ nghe theo lời bà. Nào, để tôi đút cho ông ăn nhá. Bà làm tôi cứ như người què lê kéo liệt không bằng. Không phải vậy, mà tôi muốn được chăm sóc cho ông. Như ngày trước, bà chăm sóc cho thằng Đạt đúng không? Thôi ông ạ, con nó đã hoàn thành nhiệm vụ của đất nước rồi. Ông phải để cho nó yên nghỉ chứ. Nó mà biết ông đau đớn xót xa vì nó như thế này, mà không ăn không ngủ được, như người mất hồn ấy, nó sẽ không vui đâu. Tôi cũng biết thế, nhưng tôi không dám dò được chữ bà. Nhưng nhìn đâu tôi cũng thấy như nó hiện về. Bố, con về rồi. Toàn đơn vị con đã góp đủ lễ cưới rồi đấy nhá. Bố xem này, chè Thái Nguyên này, thuốc sợi Lạng Sơn này, cả thuốc Điện Biên nữa nhá. Bố hứa rồi đấy nhá. Nó về rồi đấy. Đây, nó về rồi cái kìa. Ông lại như thế rồi đấy. Tôi xin lỗi, bà để tôi ăn. Ông phải ăn nhiều như thế này vào thì mẹ con tôi mới vui được chứ. Để tôi đút cho ông ăn. Ông cố gắng ăn vào cho nó khỏe lên ông ạ. Thắm cứ ở đây, không phải đi đâu cả. Cuối tháng, cô cũng định xin với thầy U cháu cho cô dựng một túp lều ở cuối vườn, gọi là có chỗ chui ra chui vào cho hai mẹ con. Như thế thì nhà trên này vẫn rộng rãi mà. Cháu có e ngại gì chuyện chật chội đâu hả cô? Với lại, nếu mà anh Đạt còn sống thì bây giờ cháu cũng đâu có thể ở lại nhà với thầy U cháu, với cô, với thằng Thiết, thằng Tí được. Để cho chuyện đau buồn của con qua đi, rồi con cũng phải lập gia đình chứ. Con xin sang ở hẳn bên nhà ông bà Điền, rồi sau này biết tính toán như thế nào. Con sẽ không bao giờ lấy ai nữa đâu U ạ. Thầy ơi, ý thầy như thế nào xin thầy cho con được biết ạ. Thầy có thương con thì xin thầy cho con được làm như những gì con vừa thưa với cả nhà. Bên nhà ấy có hai con trai thì cả hai đều đã hy sinh. Hai ông bà thì già yếu mà không có ai chăm sóc. Xin thầy hãy cho con sang đó để làm phận sự của một người con dâu và làm chỗ dựa cho bố mẹ anh Đạt. Dẫu gì thì chúng con cũng đã làm đám hỏi.
Thầy ơi, thầy bằng lòng nhá. Kìa thầy nó, ông cho con nó một lời đi. Con người sống ở đời cần nhất là sự thủy chung sâu trước. Nghĩ được như cái thắm cũng là đáng trọng. Thắm. Dạ. Thầy bằng lòng cho con sang làm phận sự với gia đình bên ấy con. Con xin đổi ơn thầy. Chú Thanh, đừng làm ẩm lên. Chúng tao không có ai xấu cả đâu. Cũng là mồ hôi nước mắt của mình mà phải làm rấm rũi như thế này, cũng nhục lắm. Cứ để con ra nói chuyện với anh ấy. Thôi 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 đừng. Nó đang cáu giận đấy, để khi khác nhá. Mẹ đừng lo, cứ để con nói chuyện với anh ấy. Mẹ vào nghỉ đi. Anh à, anh giận mẹ, giận em lắm phải không ạ? Cũng là bước đường cùng thôi anh ạ. Anh đi xa đã lâu, anh chưa hiểu hết những gì xảy ra ở quê mình đâu. Có ai muốn sống không trong sạch đâu. Nhục nhã lắm khi phải làm cái việc mà anh nghĩ rằng tham ô trộm cắp. Oai, sao em lại khóc? Anh có mắng mỏ chỉ chiết gì em với mẹ đâu. Anh hiểu mà. Chỉ ra ngõ vài bước, nhớ lại câu ông Năm Ngũ nói, là anh cũng biết mình cáu giận với bà con là vô lý rồi. Thôi nín đi anh. Nín đi. Thôi nào. Không biết tật hay khóc, nó lại lây sang con đấy. Mai kia lớn lên nó lại khóc từ sáng đến tối. Không lấy được vợ được chồng là tại em đấy. Ông Năm Ngũ nói đúng em ạ. Những gì em vừa nói cũng đúng. Không có ai xấu cả. Cả mẹ, cả em, cả cậu Trạc, cả mấy chục đảng viên cán bộ vừa mới bị cảnh cáo trong đợt kiểm tra mới đây, mà em viết thư kể cho anh. Ai cũng muốn sống bằng chính mồ hôi sức lực của mình. Nhưng thực tình, những việc vừa qua buộc anh phải có cách ứng xử. Anh phải làm sao đây? Ủng hộ hay phản đối?